Rồi đây hàng hiếm nha anh em ơi, hàng hiếm. Anh em nào đang chơi, mấy anh mấy chú mấy bác mà đang chơi 67 chắc không thể bỏ qua được bình này ha. Đó, đây anh em mình lên cho anh em cái bình xăng con Kenhinsa băng vai xéo số 5, đít gài phao trên, chế ga 17, họng xăng lớn nha anh em. Đó. Vô dáng 67 có làm nhẹ hoặc là làm 54 vui vẻ là bao đỉnh nha anh em. Tình trạng bình này rất là đẹp, da xanh 7 màu nha. Đó, bình chế ga 17 vai xéo, bình số 5 da 7 màu nha. Đó, ống xăng thận nha anh em. Đó, núm zin luôn nha, núm zin nè, đây cái núm là núm cao su zin luôn. Đó, anh em nhìn cái bình không, xinh lè luôn. Rồi mình bán theo cái giá của mình nha. Bình này mình bán cho anh em giá là 4.3 triệu nha anh em. Đó, vô trong hệ 67 là đúng bài luôn nha anh em. 67 dán zin, 68 rồi này kia nha. Đó, bình này rất là đẹp nha. Trái ga đẹp long lanh không tì vết. À, bây giờ mình cứ quay trước vậy đi. Đó, bình trái ga 17, nắp số 17 luôn. Bình siêu đẹp, 7 màu. Đó, hàng này hiếm nha anh em, hiếm đỉnh luôn. Anh em nào chơi hải xe cổ thấy cái bình này là không nên thể bỏ qua nha anh em. Đây bây giờ mình mở chế ga ra nha, mở hết ra luôn, chế ga đít rồi hết cho cả nhà mình xem nha. Bình tháo xe kho về nha anh em, chưa vô xăng tại Việt Nam nha. Bình kho nha, bình số 5. Đây, chế ga đẹp nè, chảy ga đẹp long lanh không tì vết nha, không xước không liếm gì hết nha anh em. Chảy ga 17 ly nha. Rồi, cái giá rất là hợp lý nha anh em ơi. Hãy đồ cổ của bên này giá rất hợp lý, mình chỉ bán có 4.3 thôi. À, bên trong là xanh lè 7 màu. Rồi, anh em nào cần alo mình nha, 67 dán zin, alo mình.